Chào mừng đến với quán cà phê ấm cúng Coca-Cola. Cô En làm ở đây và làm khách hài lòng. Mình gọi món nha. Được ạ. Chúc ngon miệng. Mặc dù chỉ là kinh doanh gia đình nhỏ, nhưng họ càng ngày càng có nhiều khách hàng hơn. Và En không thể phục vụ tất cả các bàn được. Một lần vội vàng cô nàng đã vấp ngã và làm rơi khay. Đột nhiên cánh cửa mở ra và Colin xuất hiện từ đâu đó. Chị ơi, em đang tìm việc ạ. Em sẽ rất biết ơn nếu chị thuê em. Em đã rất vui khi thuê cô nàng. Uống chút soda ăn mừng đi nào. Cắt một hình tròn có lỗ hở ở giữa để làm váy. Váy vừa y luôn đó nha. Giải ruy băng đẹp trang trí viền. Áo sơ mi nhàm chán biến thành áo blouse trắng. Hãy hoàn thiện nó với cổ áo và tay áo satin. Và tạp dề gọn gàng với cụm từ Coca-Cola sẽ hoàn thiện trang phục. Diện mạo độc đáo quá đi. Giấy xốp đỏ với ruy băng và logo có thể làm mũ dễ thương đó nha. Giày thể thao cũ biến thành giày trượt patin rực rỡ. Chủ quán cà phê đã đưa chúng cho cô lên, nên cô có thể giải quyết các đơn hàng nhanh hơn. Wow. Nhưng trước tiên cô cần học cách xử lý giày trượt. Không sao, cô học nhanh mà. Bệ soda và cô gái soda, xinh quá đi. Chủ quán cà phê hài lòng với vẻ ngoài của cô lên. Nice. Đồng phục rất hợp với cô nàng. Cô cần luyện kỹ năng trượt patin nữa. Cô lên dễ dàng xử lý các thử thách. Học nhanh ghê. Vậy là cô sẽ không gặp vấn đề gì với việc trượt băng theo đơn đặt hàng nữa. Chúng ta sẽ cần lá trang trí này để trồng cam nha. Chúng mình hái được một hộp cam. Thơm quá đi. Chuyện của Fanny bắt đầu tại cánh đồng cam. Cô nàng tự hái từng quả. Nhưng làm việc dưới nắng mỗi ngày không dễ dàng gì. Trong lúc nghỉ trưa, Fanny đã tưởng tượng được độc lập tài chính sẽ tuyệt như thế nào. Dùng vài mảnh để làm váy có ống tay dài trên ruy băng co giãn. Quần áo quá khổ là xu hướng đó nha. Logo Fanta trên váy, legging neon và vòng cổ xanh lá. Treo quả cam nhỏ trên dây phụ kiện. Bông tai xịn quá đi. Son môi và bóng mắt neon nhìn dễ thương ghê. Wow. Cảm ơn nhà tạo mẫu. Cô nàng xinh quá đi. Fanny luôn thích màu cam và ăn cam, nên cô nàng quyết định đến với nhà sản xuất Fanta. Hello. Em thật sự muốn làm tại công ty này ạ. Bạn có kinh nghiệm làm việc và yêu thích trái cây có muối, điểm cộng đó. Fanny mặc đồng phục có logo của công ty. Cô nàng thật sự rất hạnh phúc. Oh wow. Cô đã tiến gần hơn tới ước mơ rồi. Cắt dọc một lon nước ngọt. Cửa nhựa trong sẽ giúp nhìn thấy tất cả thực phẩm trong tủ lạnh. Sơn đỏ dụng cụ khuấy cà phê. Thêm bản lề. Và cửa có thể đóng mở rồi. Kệ bằng bìa tráng gương duy trì nhiệt độ lạnh của đồ uống. Nhiệm vụ đầu tiên của Colin là làm đầy tủ lạnh. Nước đá làm mát nước ngọt. Các du khách sẽ không bao giờ khát nữa. Cho keo nóng vào các mẫu ống hút. Dán chúng lại bằng nhãn Fanta. Nhấn đáy lọ thuốc nhỏ mắt. Đổ đầy Fanta vào trong chai. Đóng lại bằng một hạt nhỏ. Sơn nó cùng màu với nhãn nha. Trẻ em và người lớn thích soda cam. Penny trở thành người quảng bá thương hiệu. Giờ cô đang phát tờ rơi. Chúng mình có loại soda cam ngon nhất. Bạn nên thử nó. Không, mình không uống nhiều đường như vậy. Bạn có gì ở đây? Fanta sẵn khoái nè. Mình thích Coca hơn. Nhưng cảm ơn, mình sẽ lấy. Đây là En, chủ quán nước Coca-Cola. Cô đang định làm gì đó. Cô hỏi thêm tờ rơi. Nhưng đã vứt chúng đi. Không ai thích cạnh tranh mà. Penny biết quảng cáo trên báo giấy không hiệu quả.
nên cô quyết định tổ chức một buổi nếm thử Fanta. Vào ngày nắng nóng, mọi người sẽ không từ chối đồ uống giải khát đâu. Và đúng như dự kiến, mọi người đều mua lấy một chai. Thank you. Thành công rồi nha. Sơn nắp nhựa màu đỏ và phủ kim tuyến. Phục vụ đồ uống trên khay thế này được hơn nhiều đó. Và chiều cao giúp cô cho nước đá vào. Chủ quán cà phê yêu cầu cô lên làm đơn hàng đầu tiên. Đưa thực đơn cho khách đi. Colin, hỏi khách muốn gì và ghi vào sổ tay. Một cái burger với hạt mè, một cái burger không có rau và hai coca. Mong là không làm bạn rối. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời. Mình một lon coca nha. Một lúc sau, Colin mang món ăn ra. Thức uống ngon nhất từ tủ lạnh đây ạ. Lấy hai miếng từ xiên để làm kính. Làm càng kính từ dụng cụ rửa ống. Khi đeo trồng kính màu xanh lá, bạn có thể thấy toàn bộ thế giới trong sắc xanh đó nha. Penny thật sự mệt mỏi sau ngày nóng vất vả. Cô ngồi trong công viên để nghỉ ngơi. Một cô gái đi ngang qua với lon Fanta đã thực sự cổ vũ cho Penny. Mọi người thích sản phẩm của mình. Mình đang đi đúng hướng, không thể dừng lại. Mặt trời chói quá đi. May là mình có mang kính râm theo nè. Lon Coca mini có thể làm túi xách đó nha. Cắt chỗ hở và che nó bằng nắp từ giấy xốp kim tuyến. Khóa dán sẽ duy trì nhiệt độ thấp bên trong. Thêm hạt cườm và chuỗi phụ kiện qua vai. Túi giữ nhiệt đã xong rồi nè. Việc của Colin bao gồm cả dao đồ uống. Trong túi giữ nhiệt thế này, soda luôn luôn mát đó nha. Các khách hàng hài lòng và Colin có thể giải khát trong khi giao hàng. Sau khi làm việc quảng bá, Penny được mời làm công việc tốt hơn, quản lý hàng. Nhiệm vụ của cô là cho sản phẩm vào tủ lạnh đặc biệt và kiểm soát các tiêu chuẩn chất lượng. Cô đã làm tốt đến nỗi CEO của thương hiệu đã đến thăm cửa hàng này. Gọi Penny Lô. Vâng, là em ạ. Theo chị đến văn phòng. Yay, Penny được thăng chức lên nhân viên bán hàng. Giờ cô xử lý các đơn đặt hàng và phân phối sản phẩm. Tiền từ các đơn đặt trước đã làm tăng doanh thu. Và CEO sắp ký hợp đồng giao hàng mới. Biến, chai Coca biến thành bồn tắm thật sự nè. Cần phải làm nhiều hơn một chút. Cắt một lỗ hở. Quả bóng xốp đã bay rồi. Tất cả là nhờ có gió đó nha. Có thể tạo ra đế nhẹ từ chúng. Nối ống từ ống nghe để tạo vòi nước chắc chắn. Các mặt được trang trí bằng kim tuyến. Có nước đá ở khắp mọi nơi luôn. Các khối lớn sẽ làm lạnh Coca rất nhanh. Đổ đầy soda vào bồn tắm. Đẹp quá đi. Colin quyết định quay đoạn phim quảng cáo. Cô gái đầy tham vọng này có thể làm mọi thứ. Cô lắp chân máy và thay đồ bơi. Sau đó, cô nàng đổ đầy Coca vào trong bồn tắm. Theo kịch bản, Colin sẽ tắm nước soda. Bọt bong bóng nổ trên da của cô ấy. Và mọi thứ thật tuyệt. Loại hình spa mới này sẽ sớm trở nên phổ biến. Penny đang ngồi trong quán cà phê và uống trà. Đột nhiên, một người đến chỗ của cô. Hi. Mình muốn đưa bạn thẻ của nhà sản xuất quảng cáo này. Vẻ ngoài của bạn hoàn hảo cho nội dung bên mình. Bạn rất hợp với quảng cáo của Fanta. Cảm ơn, mình sẽ suy nghĩ việc này. Penny quyết định chấp nhận lời đề nghị. Làm chỗ hở trên chai Fanta. Cắt đôi quả bóng xốp lớn. Cắt đôi cắt nữa. Sơn chân màu cam nha. Wow, nhìn giống lát cam quá đi. Lắp đặt bồn tắm. Che hai bên bằng ri băng. Và thêm logo thương hiệu. Bồn tắm đã sẵn sàng. Để đưa Penny đến vùng đất của giấc mơ Fanta. Ngày quay phim đến rồi. Penny đã đóng vai của mình rất xuất sắc. Cô nhấp ngụm soda trong bồn tắm đầy Fanta. Nhắm mắt lại.
Ngụm đầu tiên đưa cô ấy đến khu rừng phép thuật. Bồn tắm đang trôi xuống dòng sông màu cam, xuyên qua các cây cam. Xung quanh là tiếng chim hót. Đúng là thiên đường. Cách, bravo. Quảng cáo này sẽ giúp ta kiếm được hàng triệu đô. Nice. Bạn tuyệt quá đi. Thank you. Sơn bên trong nắp nhựa bằng màu coca. Đổ đầy ly và thêm đá. Lấy ống từ tăm bông. Ngày may mắn của ai đó nè. Coca đá lạnh quá xuất sắc. Các cô gái bắt đầu sự nghiệp từ con số 0, nhưng họ đã rất dũng cảm để theo đuổi ước mơ của mình. Sự bền bỉ và chăm chỉ đã khiến các cô gái thành công và hạnh phúc. Giờ họ có đủ khả năng để thư giãn trên bãi biển khi thưởng thức đồ uống yêu thích và tận hưởng cuộc sống rồi.